Và chúng ta hãy cùng đến với trận thi đấu thứ 3. Màn hình vẫn là của cầu thủ Chipboy. Ở trong trận đấu này là một Pamiran nữa. Còn Chim Sẻ Đi Nắng là người cầm Persian ở trong trận đấu này. Vâng, đang ướm cái bãi quả, nhưng dường như cái bãi quả này cũng là một bãi quả chỉ có 6 cây thì phải. Không biết 6 cây hay là 7 cây nữa, nhưng mà khả năng 6 cây là rất cao. Khả năng 6 cây là rất cao. Bình thường mà em không được gì đâu, em đóng ép vào đầu. Toàn ăn bình thường mà. Nhưng mà cái e nó chả có tác dụng gì. Alo, và chúng ta cùng đến với trận thi đấu thứ 3 thôi. Màn hình máy của thủ Chipboy. Lại một trận nữa mà Chipboy không có quá nhiều đồ ăn. Thấy thêm một voi nữa, nhưng chỉ là một voi đơn thôi. Vâng, đơn hay kép thì bây giờ cũng phải giật, cố gắng giật về với nhà chính. Vâng, đang ôm dần đánh lô rồi. Khá căng ở trong trận đấu này. Vâng, kích đời ở 7 phút 3x với 18 nông dân Pamiran. Như vậy là vẫn chuẩn ở đời 1. Quan trọng là sau khi lên đời xong sẽ có lực, sẽ có những cái gì. Không phải là lực mà quan trọng là đồ ăn ở lên đời 3. Chính xác là như vậy. Rất khó khăn với một bài Pamiran như thế này. Thêm một bầy hươu 7 nữa. Bầy hươu này sẽ giúp cho game thủ Chip có thể lên được đời 3. Vâng, con hiêu nhảy rất sát mép tường, cực kỳ khó chịu. Liệu có một pha khung được nhà hay không? Chúng ta hãy cùng chờ xem. Vẫn đang hết sức cố gắng đá những con hiêu này ra khỏi cái mép tường. Chính xác hơn là cái mép vực. BM không biết sẽ đánh cái gì, quyết định đánh gì ở trận đấu này đây. Vâng, vẫn sẽ đánh chém ở những thời điểm đầu thôi. Sau đó có những cái phương án gì rồi mới tính tiếp. Một con hiêu nhảy khó chịu. Chim Sẻ Đi Nắng là người lên sớm hơn. Khó khăn rồi. Ở trong đời 1 thì Chim Sẻ Đi Nắng là người lên sớm hơn. Mặc dù Chip đã kích ở 7, 3x nhưng Chim Sẻ Đi Nắng còn kích sớm hơn.
Vâng, ăn luôn vàng ở đây. Không được, không được, không được. Đang có những tình huống đi dò của chim sẻ nắng. Con dò chim sẻ nắng đã tới đây rồi. Lùi vào phía trong. Ổn rồi, như vậy bãi vàng đã ổn. Nhưng rất có khả năng con chém của chim sẻ nắng sẽ... Vâng, con lạc đà sẽ tới ngay sau đây. Đã công giáp đầy đủ hay chưa? Như vậy là dường như là chưa đầy đủ. Dường như là chưa đầy đủ. Vâng, đá công giáp đầy đủ rồi. Rất lực là rất khỏe rồi chim sẻ nắng, các bạn có thể thấy. Rồi giật nông dân về. Đúng rồi, giật nông dân về. Thí con giò kia cũng được. Giật nông dân về. Rồi chim sẻ nắng lên hai vạch là cực kỳ sát nhau. Bạn có thể theo dõi trên màn hình. Hai vạch của chim sẻ nắng là rất sát nhau. Chuẩn bị có những con lạc đà, vì vậy hãy để ý con giò. Có bãi vàng ở xin lỗi bạn, là có bãi quả ở phía xa. Nhưng điều vâng, ăn bãi quả đó là không thể. Đắp một P nữa ở phía trong. Rất chắc cốp ở trong tình huống cho nông dân đi như vừa rồi. Bãi vàng chơ vơ ở phía ngoài cực kỳ nguy hiểm. Sẽ là một pha lên A sớm của chim sẻ nắng. Sẽ là một pha lên A sớm của chim sẻ nắng thôi. Vâng, như vậy là một tình huống đổi giò. Quan trọng là những thời điểm sau. Nếu kin được nhiều dân của Persian thì thực sự là tuyệt vời. Còn nếu không thì còn phải tính vào những thời điểm sau nữa. Bây giờ chim sẻ nắng đang đi vào bãi vàng của cái thủ chip boy. Phía trong nhà cái thủ chip boy vẫn còn vàng. Nhưng quan trọng là những thằng nông dân này. Điều quan trọng là giữ dân. Đúng rồi. Cẩn thận lọt nhà. Vâng, phù đã đẩy ra khá xa. Nhưng chim sẻ đến nắng cũng rất khôn khéo. Các bạn có thể thấy là ở tình huống trước, chim sẻ đến nắng đã liệu được sẽ có phù đẩy ra phía ngoài. Và không chạy dò vào thẳng vâng vào thẳng nhà của game thủ chip boy. Chim sẻ đến nắng ăn hoang phía ngoài. Vâng, với Persian ăn hoang thì lực lên A là cực kỳ nhanh. Việc lên A của Persian là cực kỳ nhanh. A của Persian tất nhiên là kém hơn so với A của vâng cung A của kém hơn so với cung A của Paridan. Nhưng với số lượng đông. Ồ, đen một tình huống phù rất nhỏ. Tiếp theo, vẩy E đi, như vậy là không cần vẩy E vẫn phù được con lạc đà. Không có tình huống ăn hoang ở đây. Con giò thứ hai của chim sẻ đến nắng nằm xuống. Nhưng chim sẻ đến nắng đang thiêu quân để giảm lực của bãi vàng hở. Hết gỗ. Cực kỳ đau trong tình huống vừa rồi. Hết gỗ một tơn có thể nói là cực kỳ đau đớn. Nhưng không sao. Bây giờ thì kéo những con lạc đà về đây. Đẩy phủ ra. Chim sẻ nắng vẩy E và bắt vâng bắt dân. Những nông dân Pamelan là rất đắt. Vâng, phủ đầy máu do... Đây rồi. Ôi nhưng không. Chim sẻ nắng không hề đơn giản như vậy. Vâng, ăn thí hai dân. Thí hai dân để ăn được lạc đà. Đã có cung A hay áo thành công dành cho game thủ chim sẻ nắng. Cực kỳ nhanh chóng dành cho chim sẻ nắng. Các bạn có thể thấy là chim sẻ nắng rất nhanh. Vừa sóc được những con lạc đà và vừa có cung A hay áo. Bây giờ đã có cung R dành cho game thủ chip boy rồi. Nhưng chim sẻ nắng đã có cung A hay áo. Không biết đã nhiều hay chưa. Quan trọng là nhiều hay chưa thôi. Vâng, bắn những con phù trước, sau đó rồi thanh toán. Ồ, như vậy là có cung ai áo đứng bảo kê. Không được rồi, tình huống này không ăn được. Quyết định lùi ra. Trong nhà có vàng em ơi. Vâng, có lẽ là việc thiết kế chiếc BS là không khả thi. Rất éo le trong tình huống vừa rồi. Thắng lại, và như vậy là đè quá rồi. Và chip boy quyết định đi sai. Tỷ số là 2-1 dành cho chim sẻ nắng.
Chúng ta hãy cùng chờ đợi để đến với trận thi đấu thứ tư.